đối với những người bạn con gì đó. Dạ. Người ta qua trước khoảng mấy chục năm á, mà... ví dụ như những người đó hầu ở đây làm được cái đất gì. Dạ. Mà qua giờ bển cũng bày đầu, cũng bày đặt là phỉ nhổ Việt Nam, là sống trọng này kia nào, gì ghét lắm. Ghét lắm. Gì không thích. Đấy. Hay mà quá dì ơi, cuối cùng á, theo lời yêu cầu của khán giả thì tôi đã ghé kênh Én Bạc TV các bạn. Trời ơi, cái kênh này hay lắm các bạn ơi. Một người Việt kiều ở bên Mỹ về phỏng vấn những cái người có giống như thành phần mà chống cộng bên đó đó thì đa số là chê trách các bạn. Các bạn thấy rõ ràng không? Trời ơi, làm gì anh này mới làm nó được, tôi phục rồi đó các bạn. Đó, là như vậy người ta mới phục đó. À. Trời ơi, chiến tranh qua rồi mà tối ngày cứ hận thù hoài, chống phá nó hoài đó, có nghe người Việt Nam nói không? Không giống ai. Tôi nói các bạn, những người mà bảo vệ thằng Trung Quốc quy là những thằng bao que sầu lá không à? Đúng không? Ai mà ủng hộ bậy bại rồi các bạn, quá hô, quá hô. Dạ. Bên Mỹ bao nhiêu? Chuẩn.